trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai cũng chẳng có gì để sai. Du 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 vậy sao? Tốt nhất bản thân cứ ung dung, để ra đường não bộ cũng bay bổng. Nếu công không thắng thì đã sao? Lỡ thua không thắng thì đã sao? Đen đúa không trắng thì đã sao? Mình vẫn sống và đầu cứ ngẩng cao. Dù lên voi hay xuống chó, nhà mình giàu hay không bằng chúng nó. Bước ra đường vẫn phải tỉnh, dù cho có bao nhiêu ta đứng ngó. Vì quan trọng không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Mình đang chơi hay là đứng gần ai mà quan trọng là quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thân thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai cũng chẳng có gì để sai. Du 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 chơi lên chơi lên. Du 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 chơi lên chơi lên. Du 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 bên ngoài, số đẹp chân ngắn như chân dài. Mình đang chơi hay là chỉ cần ai mà quan trọng là quan trọng phải là